Điều bất ngờ là cookie do có sẵn tính năng lên thực đơn tuần. Mình thấy hầu hết tất cả các ứng dụng công thức đều không có tính năng này. Ví dụ, mình lên kế hoạch nấu món ruốc thịt heo vào thứ bảy tuần này. Chọn dấu ba chấm để thêm công thức vào thực đơn tuần một cách nhanh chóng. Add to my week. Mình có thể lựa chọn bất kỳ thời điểm nào trong tuần, trong tháng để có thể lên kế hoạch nấu ăn. Hoặc sau khi xem chi tiết công thức và muốn thêm công thức vào thực đơn tuần, bạn có thể làm thao tác như trên màn hình. Bây giờ để xem lại menu thực đơn tuần, mình sẽ lựa chọn My Week. Nếu như mình muốn thay đổi kế hoạch nấu ăn trong tuần, mình chỉ cần di chuyển công thức từ ngày này sang ngày khác. Tất cả những thông tin này sẽ được lưu cả trên tài khoản Cookidoo và trên cả thiết bị Thermomix ở trong mục My Week. Kế hoạch nấu ăn theo tuần giúp cho mình không còn phải đau đầu mỗi ngày suy nghĩ xem sẽ ăn món gì và hạn chế sự nhàm chán với các món ăn lặp đi lặp lại.